Mình là Ly Việt, mình làm về các chủ đề về tập luyện, fitness và lifestyle. Thì video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tập luyện trong 3 tuần đầu tiên của cái chương trình tập luyện 12 tuần. Và nếu các bạn nào chưa xem á, thì mình để cái phần gợi ý ở trên này này, đâu ở trên này này. Thì các bạn hãy xem lại cái video đó nha. Rồi hôm nay vẫn tiếp tục cái bài tập luyện cho toàn cơ thể của chúng ta trong vòng 3 tuần tiếp theo. Thì bài tập này nó sẽ nặng hơn một chút so với cái bài tập 3 tuần đầu tiên. Thì cái bài tập này vẫn hoạt động, vẫn tác động đến toàn bộ cơ thể của chúng ta. Thì ở các bài tập trước, nó khác ở các bài tập trước là các bài tập trước thì nó thiên về cái phần tập luyện cho phần thân trên một chút. Còn ở bài tập 3 tuần tiếp theo này thì sẽ nghiêng về thân dưới nhiều hơn một chút. Trong 3 tuần tiếp theo này thì cái lịch tập luyện và các số bài tập sẽ có 5 bài tập chân trong vòng 1 ngày. Hơi vất vả đấy, các bạn hãy cố gắng nhé. Nhưng tập chân cũng rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Nó sẽ làm tăng thể lực của chúng ta lên và tăng cũng như tăng số lượng cơ bắp và cái hàm lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta, làm gia tăng số lượng cơ bắp rất là kinh khủng. Nào, chúng ta sẵn sàng để đi tập luyện thôi. Cái lịch tập luyện của bài tập này nó cũng giống như cái bài tập trước. Lịch tập luyện trong vòng 3 tuần của chúng ta đó là AX, AX và AXX. Thì A là số ngày tập luyện và X là số ngày nghỉ. Thì các bạn, nó cũng giống như lần trước thôi, các bạn xem lại cái video của tuần trước nhé. Và các bạn sẽ nghỉ giữa các hiệp, giữa các set với nhau, giữa các hiệp với nhau, đó là 2-30 giây, sau đó lại tiếp tục nha. Cố gắng để cho cái cơ thể này của mình luôn luôn nóng để cho tác động vào cơ. Vì chúng ta mới được tập thì mình khuyên này, các bạn hãy tập với số lượng nhẹ, cố gắng đi tempo, đi form chuẩn và đi nhẹ thôi, đi chậm rãi để mình dễ dàng kiểm soát hơn nhé. Và nghỉ giữa các bài tập, từ bài tập này qua cái bài tập khác thì các bạn nghỉ từ 2-3 phút để cho hồi lại sức hết tất cả rồi mình chuyển sang bài tập khác nha. Nào, chúng ta sẵn sàng tập luyện thôi, bắt đầu, let's go.
bạn cảm thấy bài tập này thế nào? Hãy comment xuống bên dưới cho chúng tôi biết các ý kiến cá nhân của các bạn nó như thế nào nhé. Thì cái chương trình 3 tuần tập luyện tiếp theo này thì nó cũng tác động cho toàn bộ cơ thể của chúng ta, nhưng nó tác động vào thân dưới nhiều hơn một chút, bởi vì trong một cái ngày tập mà các bạn tập 5 bài tập chân liền nó cũng rất là vất vả. Các bạn hãy cố gắng nhé. Không có sự thành công nào mà không phải vất vả, đổ mồ hôi đâu các bạn. Các bạn hãy cố gắng. Thì nếu video này hữu ích thì các bạn hãy cho nhóm một like và một chia sẻ để cho mọi người được biết đến nha. Và hãy theo dõi channel Live LVF để xem thêm các video mới nhất từ Live LVF cũng như ủng hộ Live LVF cho nhóm phát triển hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye.